Trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp những ngày qua, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, các biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhắm, thú có túi, động vật linh trưởng đã chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ. Không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh. Ngày 26 tháng 5, trước số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục tăng cao tại nhiều quốc gia trên thế giới, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đã có công văn gửi các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường giám sát phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Theo đó, để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ là Benin, Cameroon, cộng hòa trung phi cộng hòa dân chủ congo gabon ghana bờ biển nga liberia nigeria sierra leone và nam sudan